đi, mưa tới rồi đó. Từ từ chứ, người chứ có phải thú đâu. Ở đó mà xàm xàm xà lơ nghe mày. Cô gái nhìn đi, tôi đưa cấp biển môn si hờ vậy. Đừng đùa cực như hiểm nguy, không biết sống chết là gì. Quỳ hãy nhìn đi, tên nó có biển quân si thời đại. Đừng đùa cực như hiểm nguy, không biết sống chết là gì. À, cái ông nậu. Chà mày. Người chửi không đau mà thú vật chửi mới hận chứ. Tại sao? Bà Năm Đèo đó, bà có con két. Bà nói nó thông minh lắm, nó lịch sự lắm, cho đồ ăn nó cảm ơn liền. Bà quăng đồ ăn cho nó, nó nói câu chè, câu chè. Nó nói tiếng Hoa. Quăng cho nó đồ ăn nữa, nó nói thank you, thank you. Nó nói tiếng Anh. Bà đưa tôi quăng thôi. Bà quăng cho nó chửi bà. Bộ đuôi sao thằng chó. Ủa sao nó chửi bà? Bà quăng trúng đầu nó. La 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 con khỉ giống Tề Thiên nha bà ha. Chứ sao? Con trâu thì giống Ngu Ma Dương. Ba mà mày. Chỉ có điều là con sư tử không giống má thôi. Sư tử không giống má thôi. La 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 la. À đù. Ba. Bên Mỹ người ta hiện đại lắm phải không bà? Người Mỹ á, người ta nói đưa người ta một cục sắt thôi, người ta chế tạo ra nguyên một chiếc máy bay bự chà bá. Bình thường. Còn người Nhật á, người ta nói chỉ cần đưa người ta một cái laptop thôi, người ta chế tạo ra nguyên hệ thống của máy bay. Ba chỉ cần một cô tiếp viên hàng không thôi. Đưa ba tiếp viên hàng không, ba tạo ra cái gì? Một phi hành đoàn. Ba tạo ra một phi hành đoàn. La 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 la. À đù. Ba. Mà mẹ nổi trận thiên đình lên vậy ba. Má mày, ba hỏi khó không? Anh thấy em đẹp không? Em đi thi hoa hậu được không anh? Ông nội ta cũng không dám trả lời. Thì ba trả lời cho mẹ tiếng cho mẹ vui đi. Thì đó, tao khen cho bà vui đó. Nó được được được, em đẹp lắm, em đẹp hơn hoa hậu nữa. Em mà đi thi á, em sẽ đi tuột giải liền. Hoa hậu ngoài hành tinh. Hoa hậu ngoài hành tinh. La 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 la.